Ok, bây giờ đến giờ mình mở quà nha. Một hai Ba ba alo, này của papa. ba mẹ nói trước. Papa alo, alo. Victoria, này cái này. Alo, Victoria. Cần ngoại mở tiếp không? Wow. Đó. Rồi, bỏ này qua bên đi. Nè, của con đó, rồi con tự đi. Sao? Wow. Rồi, giờ con mở đi. Quà của con mở đi. Rồi để xuống. Wow, đẹp rồi, quá. còn của ai nữa? Hai cái quần của con đó. Wow, rồi cái món khác nữa. Wow, quần đẹp quá. Con này của ai? Victoria, Papa À, mở ra. Đây mày mở tiếp cho. dầu thơm Dạ. Dạ. Nhà con. Dạ. Dạ, rồi bà kìa. Rồi. Wow, cho ngoại ngữ. Cho con lại ngoại thử coi. Thơm quá. Nè, gắn lên. Quá là. Rồi, còn tới cái nào nữa? Nè, cái này. Này của ai cho? Papa. Đó. Cái gì? Wow, trái cây. Cô Lan. Này. Đó, con mở đi. Đó. Là gì làm sao chết cái bà vui này. Bé bé đầu ra rồi. Này ai cho con? Bây giờ mới đi xuống sông mới đi nhà trẻ. Biết nhiều quá. Wow. Cái này của ai? Ai tặng đây? Ai? Nè, để đây. Đó, à, con muốn mở ra hả? Cái này của ai? À, con để sang bên này tí mở để quanh sang bên này đấy. Mở tiếp rồi mở tiếp nữa. Bà lực chụp cho em. Wow, guitar. Biết hết trời nè. Wow. Đây mà mở cái này mà. Nè con, nè. Rồi, để mình nói luôn. Rồi, còn này nữa nè con. Rồi con để lên đó đi. Nữa. Để sang bên kia. Rồi. Quá rồi. Nè, mở tiếp nữa con nhiều lắm. Quy Messi Sari. Messi.
Ngoại có cái gì đây? Coi ngoại có cái gì? Kìa con xem kìa. Coi ngoại có cái gì? Coi ngoại có cái gì? Quý. Chị cô. Coi ngoại có gì? Tắm. Nó xin phụ mami. Nó. Đưa mami. Rồi mẹ xì để mami mở. Wow. Đưa ngoại coi. Cái gì? Ngoại có thấy hả? Mở ra. Đây là món quà đặc biệt mẹ tự mua. Mẹ mới vào ngoài mua. Đó, cái quà đó là bự nhất. Cái ghế massage của mẹ đó. Mommy với mama. Quà tự mua. Quà tự mua với một phần của mommy. Dạ. Dạ. Messi.
Merci. Merci. Cái đó là cái nửa bao của các bạn hơn. Coi lại hết. Vỗ tay con. Vỗ tay chứ mama.